Xin chào quý anh chị và các bạn. Và tiếp theo trong cái chuyên mục của ngày hôm nay, chúng tôi sẽ chia sẻ với quý anh chị và các bạn những cái nội dung sau đây. Sau những cái mất mát trước đó thì dường như ông trời đang bù đắp lại cho những cái con giáp với cái dấu hiệu tài khí khởi sắc không ngừng này. Và đây chính là ba con giáp được thần tài nâng bước, làm gì cũng sẽ rất là thuận lợi trong cuối tháng 3 này. Và bây giờ chúng ta hãy cùng xem đấy là những con giáp nào và liệu rằng chúng ta có nằm trong số ba con giáp này hay không. Thứ nhất, đấy là người tuổi Ngọ. Những cái nỗ lực và công sức của bạn bỏ ra đều được cấp trên nhìn thấy trong mắt và chắc chắn sẽ trao cho bạn cái vị trí xứng đáng với cái năng lực của mình. Vận trình tài lộc cũng đang dần hồi phục trở lại. Bản mệnh có thể nhờ thế mà giải quyết được những cái vấn đề tài chính còn đang tồn đọng từ trước đó. Sau những cái mất mát trước đó thì dường như ông trời đang đền bù lại cho những chú ngựa với cái dấu hiệu tài khí khởi sắc không ngừng. Có khá nhiều cái cơ hội kiếm tiền đến với bản mệnh. Xong nếu bạn mong chờ những cái khoản tiền to đầy túi thì e rằng không được như ý. Tài lộc của tuổi Ngọ ở thời điểm trong tuần khá vụn vặt, năng nhặt thì chặt bị mà thôi. Và con giáp thứ hai đấy là con giáp tuổi Dần. Con đường sự nghiệp của bản mệnh cũng như là cuộc sống sẽ có thêm những cái điểm sáng mới. Những chú hổ đừng bỏ lỡ cái thời cơ để tiến bước. Bản thân con giáp này là người có cái cá tính mạnh, đôi khi vì cái sĩ diện mà từ chối cái sự giúp đỡ của quý nhân, cũng có thể là vì cái sự cứng nhắc trong cái cách ứng xử mà khiến cho quý nhân phật lòng, vô tình đánh mất đi cái cơ hội quý giá trong đời. Bản mệnh hãy nhớ kỹ những cái điều này để không đánh mất những cái điều đáng quý trong cái thời điểm này. Đâu phải ai cũng có được sự tương trợ của quý nhân, có tiềm năng phát triển tốt đến như vậy. Muốn lội ngược dòng thành công thì tuổi Dần hãy cố gắng để làm tốt những cái gì mình đang làm, tạo cái ấn tượng tốt với quý nhân, có thêm nhiều cái thành công mới trong cái thời gian tới. Và thứ ba đấy là tuổi Dậu. Năm nay là cái năm hạn thái tuế của tuổi Dậu, vì thế mà mọi chuyện đều không được suôn sẻ lý tưởng như mong muốn, nhất là tài lộc và tình duyên gặp nhiều bất ổn. Nhưng mâu thuẫn dễ dàng phát sinh do con giáp này cá tính mạnh, hiếm khi chịu nhường nhịn ai, căng thẳng trong mối quan hệ thường xuyên xảy ra. Tuy nhiên mọi chuyện sẽ thay đổi khi mà tuổi Dậu trở thành con giáp chuyển vận cuối tháng 3 này, gặp được đúng sao đào hoa vận, con đường tình duyên sẽ suôn sẻ hơn nhiều. Còn đối với người độc thân thì sẽ dễ dàng thoát ế, còn đối với người đã có đôi thì đây sẽ là cái cơ hội tốt để đôi bên hâm nóng tình cảm của mình. Song cũng cần nhớ là phải giữ cái khoảng cách với cái người khác phái, đừng để mọi chuyện đi quá xa. Quý anh chị thân mến, như vậy là trên đây chúng tôi đã chia sẻ với quý anh chị và các bạn là có ba con giáp có thể lội ngược dòng xuất sắc trong cái cuối tháng 3 này, thần tài nâng bước, làm gì cũng có thể là rất thuận lợi. Thì bởi vì là sau những cái mất mát trước đó thì dường như ông trời đã bù đắp lại cho những con giáp này với cái dấu hiệu tài khí khởi sắc không ngừng. Và chúng ta cũng biết được rằng chúng ta có nằm trong ba con giáp này hay không rồi. Và chúng tôi cũng xin chúc mừng các bạn nằm trong số ba con giáp này. Chúc các bạn hãy nắm bắt những cái cơ hội vốn có của mình để chuyển bại thành thắng, gặp nhiều may mắn trong cuộc sống và thành công rực rỡ.